Phúc Sinh theo đuổi về việc phát triển bền vững là cách đây 13 năm rồi. Xuất phát từ yêu cầu rất cao của khách hàng từ châu Âu. Gần đây chúng ta mới bắt đầu quay trở lại vấn đề về phát triển bền vững. Tuy nhiên thì để mà làm phát triển mà làm sản xuất thì chúng tôi đã làm rất nhiều với công việc phát triển bền vững ESG cách đây từ 2010. Làm với nông dân đảm bảo làm sao để cái nguồn hàng của mình nó không chỉ có cà phê mà hạt tiêu hay những sản phẩm khác, nông nghiệp khác nó phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu. Những nước mà yêu cầu rất là khắt khe trong vấn đề an toàn thực phẩm. Chúng tôi có một hệ thống làm việc với từ nông dân, làm sản xuất, làm chế biến và đóng gói. Cho nên những sản phẩm của chúng tôi là nó rất là phù hợp với người tiêu dùng của châu Âu. Và khi anh bán được vào người tiêu dùng của châu Âu thì việc anh bán sang Mỹ nó dễ dàng hơn rất nhiều, bán sang Trung Đông, châu Á rất là dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên rằng là như câu hỏi của bạn đã thấy rằng là nếu mà làm thế nào để có thể vào những thị trường khó tính thì chắc là nó nhiều khi nó xuất phát điểm rất nhiều từ cái doanh nghiệp bản thân nội địa của chúng ta. Chúng ta có thể nhận thức được vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề phát triển bền vững với Phúc Sinh là từ rất sớm. Cho nên chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội để có thể vươn ra thế giới nhiều hơn. Đúng, nhãn mác bao bì rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải thấy một điều là chúng ta bán thực phẩm. Mà khi bán thực phẩm thì rất là quan trọng trong vấn đề là chúng ta ăn thế nào, chúng ta uống thế nào, chúng ta tiêu dùng thế nào. Thì cái việc mà nó song hành với mẫu mã, với chất lượng nó cũng song hành. Đúng là như là không phải là dân châu Á đâu, cả dân châu Âu cũng vậy, dân Mỹ cũng vậy. Họ người tiêu dùng Mỹ họ cũng thích những bao bì đẹp, mẫu mã đẹp. Và chúng tôi thực sự thì Phúc Sinh theo đuổi hai cái mục tiêu, vừa chất lượng bên trong và vừa hình thức bên ngoài. Các sản phẩm của chúng tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là các sản phẩm của K-Coffee hay là các sản phẩm của Phúc Sinh nói chung, chúng tôi có được gần như là cải cách toàn bộ cái quan điểm về cà phê, bao bì về cà phê. Trước nay thì cà phê thì thường hay đen đen đỏ đỏ, nhưng mà với các thiết kế của Phúc Sinh hay các sản phẩm Coca Coffee thì mọi người nhìn thấy rằng là nó mang rất nhiều cái yếu tố về nghệ thuật, về các yếu tố về vùng miền, các yếu tố về văn hóa con người vào cái các sản phẩm của mình. Các bộ sản phẩm của chúng tôi thì rất nhiều người nói rằng nó rất hiện đại, nhưng nó vẫn, người ta nhìn thấy người ta nghĩ ngay đó là sản phẩm của Việt Nam. Nghĩa là anh cũng vẫn có thể lồng ghép được tất cả những yếu tố của văn hóa của Việt Nam, của vùng miền, nhưng mà nó vẫn mang tính hơi thở của thời đại, vẫn rất là trendy như mọi người hãy nói. Chúng tôi làm rất nhiều các sản phẩm ở Sơn La, ở vùng núi Tây Bắc. Thế thì chúng tôi thổi cái hồn vào các sản phẩm ở Sơn La, những cái văn hóa của Sơn La, những hình ảnh từ gieo rồi trồng trọt. Thế nhưng mà khi mà nhìn thấy các sản phẩm mà chúng tôi vẽ lên ấy, thì họ thấy rất là những hình ảnh đấy nó rất là hiện đại. Và rất nhiều các món quà của K-Coffee thì được Bộ Nông nghiệp rất là yêu thích. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều các sản phẩm mà được Bộ trưởng tặng, Thứ trưởng tặng thường xuyên các sản phẩm của K-Coffee, hay là Bộ Công nghiệp, hay là các phái đoàn của Chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái lời khen, những cái ít nhất là những lời khen, những cái thành công. Bởi vì thực sự thì trong cái ngành nông nghiệp thì có vô vàn sản phẩm. Thế nhưng mà chúng tôi luôn được chọn, có lẽ là vì vừa chất lượng mà lại vừa mẫu mã bên ngoài. Để mà có kinh doanh thì chắc là mọi người đều biết là phải có tiền. Tiền như là một cái máu của doanh nghiệp. Thì chúng tôi gặp rất nhiều những cái thách thức mà trong quá trình startup, trong quá trình mà startup đi lên, chúng tôi không có đủ tiền để kinh doanh đi chẳng hạn. Thì có rất nhiều thứ khi mà thị trường nó biến động thì chúng tôi, ngân hàng họ không cho vay. Rồi gặp những cái thị trường biến động, giá cả nó thay đổi, có thể chúng tôi cũng mất rất là nhiều tiền khi phán đoán thị trường, hay là vì quyết định ký kết hợp đồng, hay là thất bại khi mà có những nhiều thách thức khi mà bán hàng đi rồi thu tiền về. Tất cả những câu chuyện đấy trong ngành nông nghiệp nó đầy rẫy những cái khó khăn và thách thức.
Nhưng chúng tôi vẫn có một cái rằng là thực sự thất bại nó cũng nó đừng để thất bại nhiều quá. Thất bại làm thế nào để nó đừng mình đứng lên thôi, chứ chứ thất bại ấy, nó cũng dạy cho mình thực tế với cuộc sống. Mình hiểu rõ và sau những lần mà chúng tôi gặp thất bại thì chúng tôi thường là nhận thức rất rõ, học được những bài học gì, và những cái bài học đấy ấy, đôi khi nó phải trải nghiệm cái sự thất bại thì chúng ta mới có thể hiểu được hơn. Ví dụ như những lần chúng tôi giao hàng cho khách hàng mà khách hàng ấy, là không có đủ tiền, mà cái cảng đấy thì chúng tôi nếu mà chúng ta xếp đến đấy thì chúng tôi lại không lấy được hàng ra. Khi khách hàng nó có cũng như nhiều câu chuyện là mất hạt điều ấy, thì chúng tôi phải cho nó đến một cảng khác để làm, và những cái đấy nó chi phí của chúng tôi rất lớn, nên cho lên trong trong những hợp đồng tiếp theo thì chúng tôi phải nhận tiền đặt cọc. Và tôi nghĩ rằng là những cái bài học làm với khách hàng đa quốc gia thì phải nhận tiền đặt cọc, làm thế nào để đủ tiền để mình có thể trang trải thì cái chuyện đấy, hay là mình không bị cuốn vào phòng bán hàng. Nếu mà chúng ta cuốn vào phòng bán hàng thì có thể giá lên thì chúng ta sẽ không có tiền để giao, nhưng cũng như là giá cà phê lên rất là nhiều trong năm 2023, cũng như giá gạo lên rất là nhiều năm 2023. Thì nếu chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta trong vấn đề bán hàng, mà làm thế nào để giao hàng và mua hàng và bán hàng nó đồng điệu với nhau, thì nó cũng sẽ giúp mình hơn rất là nhiều trong vấn đề, hay vấn đề làm quản trị con người. Nếu mà mình sâu sát họ thì mình sẽ không bị mất tiền. Đôi khi mình trong vấn đề quản lý, mình không sâu sát cùng với nhân viên, không sâu sát với quản lý, và có thể họ dùng cái tiền đấy để họ làm những cái mà mình không thể lường trước được. Cho nên nếu mình không sâu sát thì cuối cùng mình mất nhân viên, mà mình vừa mất tiền mà vừa mất nhân viên. Nhưng nếu mà mình học được những bài học đấy thì mình có thể quản lý chặt chẽ hơn, tất cả các báo cáo nó đều đặn hơn, thì khi mà người ta được làm với mình một cách kiểm soát chặt chẽ thì người ta vừa tiến bộ mà mình lại vừa không mất người. Thì đấy là những cái mà tôi có thể chia sẻ, như là quản trị cũng như là việc kinh doanh buôn bán trên thế giới. Mình phải hiểu những khách hàng của mình phải hiểu văn hóa của họ thì mình mới có thể buôn bán được dễ. Và một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là những cái thất bại mà làm cho mình ở xã hội, mà làm cho mình có thể nhận thức được, đó là cứ mỗi lần một khách hàng tới buôn bán một khách hàng thì cái việc mà mình đi thăm khách hàng, khảo sát khách hàng nó rất là quan trọng. Cái vụ mà chúng ta bán hạt điều rất nhiều và cuối cùng là khách hàng ấy, nó địa chỉ ở một nơi đồng không bông quạnh đấy, thì cũng dạy cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng khách hàng cũng như là kiểm tra ngân hàng thì chúng ta sẽ ít gặp những trường hợp nhiều vấn đề về thách thức. Trong những cái mà tôi nghĩ rằng là tôi gặp thất bại, đó là trong việc kinh doanh buôn bán, mà nó tác động rất là lớn trong đến tận bây giờ. Có nghĩa là khi mà giá nông sản ấy nó rất là biến động, thì lúc mà mình chưa có nhiều tiền thì mình lại bán nhiều, và khi mình bán xong mình không thể mua được hàng thì giá nó lên rất nhiều và mình phải mua hàng với giá rất cao. Khi mà giá lên thì mua rất cao và giao, và gần như là nó mất hết tất cả tiền mà tôi có trong vòng năm đầu tiên, và nó gần như là đẩy một công ty vào tình trạng là kiệt quệ. Tôi không muốn nói rằng là nó bị phá sản, nhưng mà nó đẩy công ty vào tình trạng kiệt quệ. Và đấy là một trong những cái bài học mà tôi nhận thấy rằng là mình phải kiểm tra cũng như là mình phải thận trọng trong vấn đề kinh doanh, giao dịch kinh doanh mua bán. Cái việc đấy nó xảy ra với tôi cách đây gần 20 năm rồi, nhưng mà những cái bài học của nó vẫn còn hiện hiện. Ví dụ như những cái vụ như là chúng ta kinh doanh hạt tiêu, chúng ta kinh doanh hạt điều gần đây đấy, thì khi mà chúng ta không kiểm tra kỹ và chúng ta bán hàng thì chúng ta có thể mất hàng triệu đô la, hàng chục triệu đô la, nó trở nên rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng cái bài học đấy nó rất là thiết thực với bản thân mình, và tôi luôn nhắc nhở rằng là khi mà chúng ta có nhiều điều kiện hơn, kể cả có nhiều tiền hơn, cũng như kinh doanh đa dạng hơn, thì khách hàng nhiều hơn, thì chúng ta vẫn phải kiểm tra khách hàng, nhưng mà chúng ta cũng phải kiểm tra rằng cái dòng tiền của mình cũng như là cái lượng hàng của Việt Nam, làm thế nào để chúng ta có thể bán mà nó không bị mất kiểm soát. Bởi vì trong nông nghiệp ấy, mà mất kiểm soát là có thể nó mất đi rất nhiều tiền và nó có thể khiến anh sụp đổ. Cũng như là bạn chơi tennis, bạn bơi, bạn đánh golf,
tất cả nó là một sở thích. Và tôi nghĩ rằng là viết nó làm cho tôi có những lúc mà khi mà mình stress ấy, mình ngồi mình viết lại tất cả những cái mình cứ nghĩ rằng là nó không giải quyết, nhưng mình viết lại những cái cảm giác của mình, những cái mà mình cần phải chia sẻ, những cái câu chuyện mình gặp mọi nơi trên thế giới. Thì khi mà mình viết xong ấy thì tôi thấy rằng là nó như là một mình bước ra khỏi những cái nặng nề trong cuộc sống, nó cũng là một thú vui. Và thực sự thì khi mà tôi đi nhiều nơi trên thế giới, tôi gặp rất nhiều những điều khác biệt, những điều mà các văn hóa nó khác nhau, thì tôi cũng muốn viết lại những cái kỷ niệm đấy. Và thực sự thì khi mà mình chia sẻ với gửi cho tờ báo thì rất nhiều báo họ thích những cái câu chuyện như vậy, họ nói mình in ra những câu chuyện như vậy và họ đánh giá rất cao. Và nhưng mà cái mà tôi nhận thấy nó thực sự là khuyến khích mình viết đấy là có rất nhiều người đọc những cái bài đấy và họ chia sẻ rằng là họ được truyền cảm hứng, họ được học cái cách kinh doanh, họ được đọc những cái mà nếu mà họ đọc thì họ sẽ không phải phạm sai lầm những câu chuyện như thế, hay là họ hiểu được cái nền văn hóa, hiểu được các cách thức, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Thì nếu mà mình viết, mình chia sẻ những câu chuyện đấy thì có thể giúp được cho họ. Và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam ấy, các doanh nhân ấy, thì họ không phải là người viết nhiều. Ở trên thế giới thì họ viết rất nhiều, các doanh nhân họ chia sẻ những câu chuyện rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì tôi không nghĩ rằng họ viết rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là có thể là mình là một trong những người mà chia sẻ những câu chuyện đấy thì có thể giúp những cái bạn làm startup họ chưa có thể đi, hoặc là những người mà có thể họ mong muốn trong tương lai họ có đi những chuyến đi gặp gỡ những nền văn hóa như thế, những con người như thế, những vấn đề kinh doanh như vậy, thì có thể giúp đích được họ. Và vì vậy nên là tôi quyết định là tôi in sách, tôi in những câu chuyện đấy ra sách, thì tôi nghĩ rằng là bán được cũng khá là nhiều và rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người thích, rất nhiều người làm. Có những cuốn sách chúng tôi xuất bản từ 2017 đến bây giờ vẫn bán được rất là tốt. Mỗi lần có sự kiện thì bán được rất là tốt và nó bán luôn một năm luôn. Và có rất nhiều người vẫn viết thư gửi cho tôi, ví dụ như rất nhiều người ấy, liệu có một hôm nọ mà tôi xem cái phần Facebook mà nó bị chặn lại ấy, thì tôi phải thấy là hàng trăm bài họ chia sẻ rằng là họ đọc cái cuốn sách và họ rất là truyền cảm hứng, họ rất là hay. Và có nhiều người thì họ nói rằng nếu mà họ đọc cái này ấy, thì họ chắc là họ sẽ không sai lầm trong vấn đề kinh doanh thương mại quốc tế. Cái điều đấy nó thôi thúc mình. Hôm nọ thì chúng tôi nói chuyện với rất nhiều các thầy cô giáo ở trường ngoại thương, thì họ nói rằng là họ thường xuyên mang cái cuốn sách của tôi đến cho những cái lớp học lớn về thương mại quốc tế, kinh doanh quốc tế, họ là case study. Họ nói rằng là đọc sách của Phan Minh Thông á, thì nó giải quyết được hai vấn đề. Một là nó là chuyện, nó đọc cái chuyện trinh thám, nó giải trí, nhưng mà nó lại là kiến thức. Nó vừa giải quyết được kiến thức trong vấn đề thương mại quốc tế, mà có rất nhiều người nói rằng là nếu anh làm quốc tế, những sinh viên thì chắc chắn anh phải có các cuốn sách mà Phan Minh Thông viết. Thì cái điều đấy nó rất là thôi thúc tôi rất là nhiều trong vấn đề viết lách. Bạn nói đúng. Tôi không hình dung được là cái nói thế nào nhỉ? Cái thành công của những cuốn sách hay là những cái danh mà những cuốn sách nó mang lại cho mình nhiều hơn cái mà mình kỳ vọng. Có rất nhiều người đọc sách ấy, họ thấy rằng là vượt qua tất cả những cái câu chuyện mà họ nói rằng là họ nghĩ rằng là anh doanh nhân đánh bóng tên tuổi hay là viết thế này thế kia, thì họ thấy rằng ô sách rất là hay và rất là tốt, thậm chí họ còn chia sẻ, rồi có rất người mua để tặng người này người kia, rồi là họ nói rằng là họ đọc được những cuốn sách đấy trên những cái lời giới thiệu, và khi họ mua họ đọc họ thấy rằng là họ vượt được qua những cái ám ảnh, những cái căng thẳng, những cái mà họ chưa tìm được ra những cái con đường trong cuộc sống của họ, những người trẻ như vậy. Thì thực sự cái điều đấy là điều mà vượt ra khỏi cái tư duy ban đầu tiên của tôi. Thực sự mình không nghĩ nhiều như vậy, mình không nghĩ rằng là những cuốn sách của mình ấy, nó làm cho mình cảm thấy nó ý nghĩa như vậy. Không chỉ là những nhân viên học của những người làm trong vấn đề ngoại thương, mà những người làm trong vấn đề pha chế cà phê, những người làm trong ngành kinh doanh nông nghiệp, những người làm kinh doanh trang sức, thương mại, rồi cosmetic, sắc đẹp,
rất nhiều người đọc trong cái cuốn sách đấy và họ nói rằng là họ vẫn có những cái giấc mơ như thế, những cái giấc mơ thực hiện những công việc như vậy, rồi họ thấy rằng là viết như chuyện trinh thám ấy chẳng hạn. Có rất nhiều người là viết mà nghẹt thở, nếu mà không biết mình mà đọc á là nghẹt thở, mà rất phù hợp với ai mà ngồi ở máy bay mà đọc xong á thì thôi rồi, các chuyến bay dài không có nghĩa lý gì cả. Thì tôi nghĩ rằng là những câu chuyện đấy nó vượt ra khỏi cái ý tưởng ban đầu và những cái mình nghĩ ban đầu, mình không nghĩ rằng là nó lại mang lại cho mình nhiều cái chia sẻ, nhiều cái cảm xúc như vậy. Thực sự thì nó tác động rất lớn. Cách đây khoảng gần một năm, chúng ta có một câu chuyện là mất hạt điều 100 container, người ta nói 100 container nhưng mất cũng rất là nhiều triệu, và nó kéo dài hệ lụy đến tận bây giờ. Thì khi mà rất nhiều người đọc cuốn sách Vượt Lên Những Con Đường Kinh Doanh, và sau đó thì họ đọc cái câu chuyện là thoát lừa trong gang tấc, thì phải nói rằng là các câu chuyện cách đây 17 năm đến bây giờ nó giống hệt nhau, nó không khác gì cả, nó như là một bản sao chuyển qua, là trước là hạt tiêu thì bây giờ là hạt điều. Và rất nhiều người nói với tôi rằng nếu họ đọc cái cuốn đấy thì chắc chắn họ sẽ không mất tiền, chắc chắn nó người ta sẽ không phải căng thẳng như vậy, không phải cả xã hội rồi lúc đấy cả chính phủ cũng phải nhảy vào cuộc. Và tôi nhớ rằng là cái câu chuyện đấy á, nó ở trang nhất của rất nhiều các hiệp hội hồ tiêu, hiệp hội hạt điều, rồi hải quan, rồi ngân hàng lúc đấy các ngân hàng lớn ấy, là họ truyền tay nhau những câu chuyện như vậy. Và tôi nghĩ là các chính sách, các yêu cầu của ngân hàng về sau, về vấn đề về phát triển nhanh cái số equity bill ấy, nó cũng dựa trên rất nhiều từ cái câu chuyện thực tế đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nó giúp cho cả một câu chuyện thôi, nó giúp cho tư duy cả một cái ngành hàng. Tôi muốn nói là cả một cái ngành hàng chứ không phải rất nhiều ngành nông nghiệp. Nói chung là cả cái ngành nông nghiệp, nhưng rất nhiều ngành hàng, cái cách kinh doanh, cái cách anh kiểm soát trong cái lúc khó khăn như vậy. Một câu chuyện mà cách đây 17 năm tôi đã vượt được qua, lúc đấy là của tôi cũng rất là nhiều tiền. Của tôi lúc đấy là 37 container là 3,5 triệu đô la Mỹ. Còn ở hạt điều là người ta nói là cả 100 container. Thì nó giúp được, nghĩa là cái câu chuyện đấy nó có thể giúp được rất nhiều người start up, những người kể cả kinh doanh lâu đời. Nếu anh chưa trải qua những cái chuyện đấy, nếu anh đọc những câu chuyện đấy thì anh sẽ thấy nó rất là hay và nó rất là thiết thực. Nó vừa mang tính giải trí nhưng nó vừa mang tính giáo dục rất là lớn. Và khi anh đọc một những câu chuyện đấy thì không cần phải đọc những, không phải học những cái bài mà nó khô cứng, mà nó kể những câu chuyện mà anh cứ dấn thân vào như là một cái câu chuyện ly kỳ ấy, đuổi bắt. Và rất nhiều người nói với tôi rằng trời ơi, họ không biết rằng là cái ông này có mất bộ chứng từ không, có mất lô hàng không. Và cuối cùng họ nhận thấy rằng thở phào rằng là cũng vượt được qua, bởi vì ấy, là họ thấy rằng là đến lúc mà gần như lấy hàng ra rồi á thì tự nhiên lại bị chặn lại, và sau đó thì tàu nó lỡ tàu, tất cả những câu chuyện đấy. Thế thì hải quan cũng gọi cho tôi, ngân hàng cũng gọi cho tôi, rồi tôi nhớ rằng lúc ấy Bộ Công Thương cũng gọi cho tôi để lên thuyết trình những cái việc như thế, để có thể chia sẻ những câu chuyện cho những người kinh doanh quốc tế, không chỉ giới hạn trong ngành nông nghiệp mà nói chung kinh doanh quốc tế. Và Việt Nam thì xuất khẩu nhiều mà. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy nó làm cho mình thấy những cái công việc mình nó ý nghĩa hơn. Nó ý nghĩa hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là tri thức nó là một trong những cái mà nó rất là tuyệt. Nếu mình không viết lại những câu chuyện đấy thì mình không có những cái bài học chia sẻ, không có tính những người làm trong ngành ngoại thương. Họ nói là những cái câu chuyện đấy như là những cái sách giáo dục cho cái những con người làm kinh doanh quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là mình sẽ như thế nào nhỉ? Có thể là mình chịu khó một chút, mình có thể tạo ra được rất nhiều các giá trị mà những cái gì mình trải nghiệm qua nó có thể giúp được rất nhiều người, có thể kinh doanh nó an toàn hơn, ổn định hơn. Thì cái điều đấy nó thôi thúc và nó cũng làm cho tôi tự hào, và nó cũng nghĩ rằng là cái điều đấy mình rất là xứng đáng khi mình có thể chia sẻ hay là ngồi xuống viết những câu chuyện, những kinh nghiệm trải qua như thế để cho giúp cho những người làm trong vấn đề kinh doanh quốc tế, những người làm nông nghiệp nói chung và những người làm kinh doanh quốc tế nói riêng, có thể họ có những cái chia sẻ như thế để giúp họ có thể vượt qua được những lúc mà họ gặp rất nhiều thách thức trong cuộc sống. Vượt lên trên những câu chuyện đó là những bài học. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, dù đó là 17 năm về trước hay bây giờ thì nó vẫn vẹn nguyên giá trị. Đúng ạ?
là một cái thông điệp nào đó mà anh Thông muốn gửi đến. Tôi muốn gửi đến cho tất cả những người doanh nhân, những người doanh nhân là cái việc chia sẻ của họ nó rất là quan trọng đối với những thế hệ hiện tại và kể cả thế hệ tiếp theo, để họ có thể vững bước phát triển, họ có thể có những cái giúp đỡ về mặt kiến thức, tinh thần để họ có thể vượt qua được những cái thách thức trong cuộc sống. Tôi có thể chia sẻ tới tất cả những doanh nhân làm startup, những ước mơ của mình trong cái câu chuyện của mình, những ước mơ của mình có thể làm những cái big business, những cái giấc mơ lớn mà hoàn toàn xuất phát điểm từ những startup nhỏ nhoi. Chúng ta hay nói về startup thành công, nhưng mà qua câu chuyện của tôi thì tôi muốn nói một cách rất là chân thực, rất là rõ ràng chân thực rằng là mọi người đều có thể có những giấc mơ lớn hay là có thể phát triển nếu mà người ta có những cái kỷ luật, có những cái cách làm khác biệt hay là có những cái sự nỗ lực không ngừng. Tôi có thể chia sẻ tới tất cả những cái về các trường đại học kinh doanh trong các nhóm kinh doanh quốc tế, có thể những cái tài liệu này cũng có thể chia sẻ với họ rất nhiều trong vấn đề giáo dục giảng dạy. Bởi vì cứ mỗi lần tôi chat với giáo viên của trường ngoại thương thì họ nói rằng là một là họ nói rằng là anh học ngoại thương nên phải tặng sách đi, và cái thứ hai là các giáo viên thì họ đều nói rằng họ đều chia sẻ những câu chuyện đấy, và những người làm giảng viên thì họ đều cho những cái cây này, những cái gọi là case study, những cái câu chuyện này trong cái bài giảng của họ để gửi tới những cái sinh viên của họ. Thì tôi nghĩ rằng là cái thông điệp đấy tôi muốn gửi tới đấy ba đối tượng, những cái người doanh nhân, những người làm kinh doanh quốc tế, startup, rồi những người làm giáo dục, những cái thông điệp rằng tri thức nó là quan trọng, tri thức nó là giá trị lớn, và tri thức nó là tiền bạc. Chứ nó không chỉ là mọi người nghĩ rằng là nó chỉ là giấy tờ giấy, mà nó là tri thức, nó là các giá trị trong cuộc sống, các giá trị tiền bạc và các giá trị văn hóa. Chúng tôi kinh doanh thì cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi có nhiều kế hoạch là mở thêm rất nhiều nhà máy. Chúng tôi muốn bán rất nhiều các sản phẩm khác nữa trong ngành nông nghiệp, bởi vì các kiến thức đấy nó cũng, khi mà chúng tôi phát triển thì chúng tôi có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Ví dụ như là cái việc làm cà phê Arabica. Rất nhiều người bây giờ rất thích uống cà phê Arabica của Sơn La. Thì phải nói thật là Arabica của Sơn La trước khi Phúc Sinh chạm vào thì nó vẫn là một cái sản phẩm tốt. Thế nhưng nó chưa được truyền bá. Và thậm chí từ Sơn La dưới Hà Nội người ta không biết. Hay là ở Sơn La chưa có những cái lễ hội mà nó đặc biệt là được cả nước tới. Thế nhưng mà khi chúng tôi chạm vào, có nghĩa chúng tôi xây nhà máy làm quảng bá để cho những cái giá trị đấy, thì nó trở lên một trong những sản phẩm mà rất tuyệt vời, và ở Sơn La thì ai cũng tự hào về cái sản phẩm đấy, mà là sản phẩm nông nghiệp, và họ lại mang lại một cuộc sống rất là tốt đẹp. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái giá trị mà chúng tôi hướng theo đuổi. Thì Phúc Sinh cũng vậy, chúng tôi luôn làm phát triển hơn nữa các giá trị, ngoài giá trị vật chất thì còn giá trị về tinh thần, cũng như là chế biến các sản phẩm sâu hơn nữa, mang lại các giá trị tốt hơn nữa cho những người làm nông nghiệp, cho cái ngành của mình, hạt tiêu, cà phê nói riêng, quế hồi nói riêng, những ngành nông nghiệp nói chung và các ngành sản xuất nói chung hơn nữa. Chúng tôi cũng mong rằng làm sao để có thể năm nay và năm sau chúng tôi có thể mở nhiều các quán ca coffee để tiếp cận với thị trường hơn nữa. Rất nhiều người bạn bè của tôi nói rằng là chắc là chỉ ưu ái mỗi Sài Gòn thôi, bởi vì Sài Gòn thì thấy bao nhiêu quán nhưng mà ở ngoài Bắc thì còn rất là ít. Thì chúng tôi cố gắng làm thế nào để sự hiện diện của chúng tôi ở ngoài Bắc, miền Trung, rồi miền Tây có sự hiện diện của ca coffee nhiều hơn nữa, để mọi người có thể sử dụng các sản phẩm tốt của ca coffee, chứ không chỉ có mua ở trên online ca Phúc Sinh. Thì đấy là những cái mà chúng tôi có một mong muốn thay đổi rất là mạnh mẽ như vậy. Chia sẻ cũng như là rất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể chia sẻ những cái thông tin đối tất cả những khán giả, người xem của khắp mọi miền trên đất nước, những cái cầu nối kết nối của các chương trình như là VTC cũng giúp rất nhiều cho các doanh nghiệp, rồi những cái ước mơ
của doanh nghiệp cũng như là ước mơ của những cái bạn xem. Họ nhìn thấy những công ty có thể có thành công dựa từ bắt đầu từ những cái việc rất là đơn giản, những cái việc mà rất là giản dị, không phải ai cũng sinh ra cũng hoành tráng, thế nhưng mà họ có thể vẫn phát triển dù anh xuất phát điểm như thế nào. Nhưng nếu anh có sự nỗ lực, anh có sự cầu tiến và không từ bỏ thì đôi khi anh cũng sẽ phát triển rất là rực rỡ trong tương lai. Rất là cảm ơn.